Vụ nổ ở Bắc Ninh chủ bãi phế liệu mua 7 tấn đầu đạn 12 ly 7 và 14 ly 5. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Phạm Hồng Sơn cho biết, ông Nguyễn Văn Tiến chủ bãi phế liệu xảy ra vụ nổ tại thôn Văn Độ, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh, khai thu mua 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 về tháo dỡ lấy phế liệu và xảy ra vụ nổ. Liên quan đến vụ nổ ở Bắc Ninh, ông Phạm Hồng Sơn, giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, bước đầu ông Nguyễn Văn Tiến chủ bại phế liệu nơi xảy ra vụ nổ khai nhận, khoảng tháng 12 năm 2016 có thu mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ, loại 12 ly 7 và 14 ly 5 về để tháo dỡ phế liệu, số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà ông Tiến và xảy ra vụ nổ. Theo ông Sơn, ngay sau khi xảy ra sự việc nghiêm trọng này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an cùng Bộ Quốc phòng vào cuộc điều tra. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt gia mông Nguyễn Văn Tiến, 54 tuổi, ngụ thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, đang cư trú tại phố mới, phường Đền Bản, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, vì có hành vi tàn trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Ông Tiến được xác định là chủ bãi phế liệu xảy ra vụ nổ khiến hai cháu bé là Nguyễn Tiến N, 1 tuổi, con anh Nguyễn Văn Lợi và chị Nguyễn Thị Thắm và Đặng Thùy Tê, con anh Đặng Đình Tiến và chị Lưu Thị Sen tử vong. Như báo người lao động đã đưa tin khoảng 4 giờ ngày 3 tháng 1 xảy ra vụ nổ lớn tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, vùi lấp 5 ngôi nhà khiến 7 người bị thương và hai người tử vong. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, một công nhân tên Hà quê ở Thanh Hóa đang làm việc gần hiện trường vụ nổ thì bị đầu đạn phát nổ gây thương tích nặng. Bắc Ninh phát hiện thêm một kho hàng lạ nghi là đạn nằm gần vụ nổ. Vẫn còn ít nhất một kho phế liệu tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh có chứa hàng lạ nghi là đạn nằm gần khu vực vụ nổ làm 9 người thương vong. Chiều ngày 3 tháng 1, đại tá Vũ Xuân Lộc, trưởng công an huyện Yên Phong Bắc Ninh cho biết, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đang phối hợp kiểm tra một loạt các cơ sở tái chế phế liệu tại xã Văn Môn để nắm bắt tình hình vì đã phát hiện nhiều kho hàng lạ quanh khu vực xảy ra vụ nổ làm 9 người thương vong, 2 người chết trong sáng cùng ngày nhiều người dân thôn Quang Độ xã Văn Môn vẫn chưa hết bàn hoàng bởi vụ nổ sáng nay thì họ lại tá hỏa khi bấy lâu nay sống cạnh kho hàng của ông Đặng Đình Tiến cũng trong thôn này. Nhiều người dân xã Văn Môn lo lắng cho hay có một kho hàng lạ nữa của ông Đặng Đình Tiến đặt tại xóm phố thôn Quang Độ. Kho này được quay kính bằng tôn, bên trong có nhiều thùng màu xanh lá cây có hình dáng giống như hộp đạn. Hàng ngày vẫn thấy xe hàng ra vào khu vực này. Như báo người lao động đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng ngày 3 tháng 1, xảy ra một vụ nổ lớn tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, đã vùi lấp 5 ngôi nhà, khiến 7 người bị thương vong và hai người tử vong. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, một công nhân tên Hà, quê ở Thanh Hóa, đang làm việc gương hiện trường vụ nổ, thì bị một đầu đạn phát nổ gây thương tích nặng. Hiện nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ nổ là do người dân mua vật liệu nổ về đây để chế xuất phế liệu nên dẫn đến nổ. Văn phòng chính phủ đã có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường Trực Trương Hòa Bình về vụ nổ ở xã Văn Môn. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Thường Trực Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân người bị nạn đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn, phối hợp với Bộ Công an Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra xác minh về nguồn gốc vật liệu gây nổ có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm tập thể cá nhân vi phạm về quản lý vũ khí, vật liều nổ để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đáng Mậu Tuất 2018, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 1 năm 2018. Tổ trưởng dân phố nơi phát hiện thi thể chủ tịch huyện Quốc Oai nói gì? Phải mất rất nhiều thời gian lực lượng công an mới xác định và tiếp cận được ngôi nhà nơi ông Lâm tử vong. Theo ông Nguyễn Đình Hoàng, tổ trưởng tổ 43 phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai, từ đêm 29 tháng 12 năm 2017, nhận được lệnh của công an thành phố Hà Nội, Tổ dân phố đã phối hợp với công an phường Hoàng Văn Thụ đi tìm kiếm ông Nguyễn Hồng Lâm quanh khu vực, sau đó mở chiến dịch cả ngày đi tìm và thông báo cho toàn thể nhân dân biết về trường hợp mất tích này. Qua ra soát ngôi nhà 4,5 tầng ở ngõ 279 Hoàng Mai có nhiều điểm nghi vấn, gọi mãi không thấy ai xuống mở cửa. Tôi đã nghi ngờ đứng ngắm nghía ngôi nhà này nhiều lần và nhận thấy đó là ngôi nhà cần tìm, nhưng gọi thì không được ông Hoàng kể. Sau đó, ông nghe chủ nhà bên cạnh nói rằng nhà này đóng cửa suốt, không có người ở, nhưng quan sát bên trong thấy sáng đèn. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2018, cảnh sát khu vực khỏi địa bàn, có nhà nào chưa kiểm tra hoặc kiểm tra chưa gặp, thì tiếp tục tập trung giả soát. Phát hiện chỉ còn ngôi nhà trên, chủ nhà mới mua cách đây 2 đến 3 tháng mà chưa đến ở, mà chúng tôi chưa bao giờ gặp chủ nhà nên mọi người cũng nghi ngờ. Đến trưa ngày 3 tháng 1, công an phường gọi điện nói khả năng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai ở trong ngôi nhà này, lực lượng công an mới tiếp cận. Cũng theo ông Hoàng, ngôi nhà này khóa hết sức cẩn thận, ở ngoài là cửa cuốn nên không thể vào trong. Đến 14 giờ cùng ngày, sau khi có nguồn tin chính xác, lực lượng công an quyết định lập biên bản để mở cửa ngôi nhà. Sau một hồi cài cửa không được, lực lượng chức năng buộc phải phá cửa kính tầng trên ngôi nhà tiếp cận hiện trường rồi mở cửa cuốn cho các lực lượng khác vào trong nhà. Khi mở cửa cuốn, mùi hôi tanh bốc ra nồng nặc, nhiều người không dám đứng gần, chỉ có lực lượng pháp y tiếp cận hiện trường, ông Hoàng cho biết. Ông Hoàng cũng cho biết thêm, sau đó các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi là của ông Nguyễn Hồng Lâm, chủ tịch huyện Quốc Oai, ông Lâm được xác định tử vong trong tư thế treo cổ ở trên tầng 2 của ngôi nhà này. Luật sư xác nhận gặp Vũ Nhôm trong trại tạm giam ở Singapore Trả lời thanh niên, ông Cho Giang Si, một trong ba luật sư đại diện cho người tên Phan Văn Anh Vũ ngày 3 tháng 1 khẳng định thân chủ của mình chính là Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm, người bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và phát lệnh truy nã. Ông Cho cho biết lời khẳng định của mình dựa trên hình ảnh báo chí đăng tải trong những ngày qua và xác nhận ông đã gặp Âu Vũ vào chiều ngày 3 tháng 1 sau khi được sự chấp thuận của cục xuất nhập cảnh Singapore (ICA). Trong khi đó, Reuters dẫn lời ông Cho cho hay thân chủ mình không biết vì sao bị tạm giữ tại Singapore, đồng thời cho rằng bản thân có đầy đủ các giấy tờ thông hành cần thiết và muốn đến đất. Trước đó, cuộc xuất nhập cảnh Singapore ngày 2 tháng 1 thông báo một người tên Phan Văn Anh Vũ đã bị bắt vào ngày 28 tháng 12 năm 2017 vì vi phạm đạo luật di trú. Các luật sư của ông Vũ đã nộp đơn lên cuộc xuất nhập cảnh và tòa án yêu cầu giải thích rõ nguyên nhân thân chủ của mình bị tạm giữ. Dự kiến tòa án sẽ mở phiên thẩm vấn vào ngày 18 tháng 11, một luật sư của ông Vũ cho hay. Trong khi đó, trả lời câu hỏi của thanh niên, một cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Singapore vào ngày 3 tháng 1 cho biết, đại sứ quán đã biết thông tin về việc AICI thông báo giới chức nước này bắt giữ một người có tên Phan Văn Anh Vũ vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. Cũng theo cán bộ này, đại sứ quán phải xác minh và sẽ tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết theo chức năng nhiệm vụ nếu đây đúng là công dân Việt Nam. Vũ nhôm bị bắt ở Singapore vì giữ hai hộ chiếu nhận dạng khác nhau. Luật sư của ông Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, được xác nhận là Vũ Nhôm, doanh nhân Việt Nam đang bị truy nã ngày 3 tháng 1 cho biết, thân chủ của ông bị bắt ở Singapore tuần trước vì giữ hai hộ chiếu khác nhau, vi phạm luật nhập cư của nước sở tại. Trao đổi với báo Singapore, sau khi gặp ông Phan Văn Anh Vũ hôm ngày 3 tháng 1, ông cho chia sẻ, hai hộ chiếu của ông ấy có hai nhận dạng khác nhau nhưng đều do cơ quan chức năng việt nam cấp ông cho nói thêm rằng doanh nhân việt nam đã tới singapore bằng những hộ chiếu trên nhiều lần trước đây nhưng không gặp trở ngại gì do đó luật sư của ông vũ nhôm đã gửi thư cục quản lý cửa khẩu và nhập cư singapore aca để yêu cầu làm rõ lý do vì sao thân chủ của ông lại bị bắt giữ Trước đó, ông Cho đã nộp đơn lên tòa án tối cao đề nghị cho phép ông Phan Văn Anh Vũ được tiếp cận với luật sư và không bị trả về Việt Nam trước khi đơn được giải quyết. Ông Cho cũng nói rằng, theo sự hiểu biết về thủ tục tố tụng của ông thì vẫn có khả năng ông Phan Văn Anh Vũ bị gửi trả về Việt Nam. Singapore không có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam, nhưng theo đạo luật chi trú, AGI có thể đưa người vi phạm hồi hương trong những hoàn cảnh nhất định. Theo tờ Trai Tham, hiện ICI từ chối bình luận thêm về vụ việc. Trước đó, ICI ngày 2 tháng 1 xác nhận ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt ngày 28 tháng 12 năm 2017 vì vi phạm đạo luật di trú của Singapore. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Sau khi xác định bị can Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cơ quan an ninh điều tra đã quyết định truy nã đối với ông này.